Xin chào các cô với là các bác, là con là Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường AM. Thì trước con có 3 ý kiến mà muốn nói lên trước mọi người. Ý kiến đầu tiên là muốn đề xuất cho nhóm cánh buồm. Thì nhóm cánh buồm có nói là nhiệm vụ của những nhà sư phạm là tổ chức hoạt động để học sinh tự học. Thì bây giờ theo con, thế đến bao giờ thì nhóm cánh buồm có thể nghĩ đến việc cho học sinh tự tổ chức hoạt động để mình tự học ạ? Chính xác. Bác Toàn trả lời luôn chứ không ạ? Được chứ, dần dần chứ. Tôi xin nói luôn, ở trường Olympia mà cô giáo Vũ Diệu Lý, không biết cô Lý hôm nay có đến không, và các giáo viên mà chúng tôi làm việc đấy, tự các em tổ chức hội thảo, thế đấy là nó tổ chức như thế đó. Vâng, cảm ơn bác Phạm Toàn. Và con muốn nói với một điều mà con muốn nói với chính phủ Việt Nam, hay cụ thể hơn là Bộ Giáo dục, là theo con là các vị bộ trưởng và thứ trưởng giáo dục là nên áp, không phải là áp dụng cả bộ sách này mà áp dụng cái đường lối giáo dục của bộ sách này ở giáo dục Việt Nam. Tại vì bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là con không có tính từ nào khác nên là con phải dùng tính từ này, là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy nó quá là thối nát rồi. Mà suốt bao nhiêu năm qua các vị cải đi cải lại, cải tiến cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả. Thì bây giờ con muốn các vị là hãy, các vị bộ trưởng thứ trưởng giáo dục là hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam. Nó có thể là theo đường lối của cánh buồm cũng được, để các vị có thể thay đổi cả bộ sách giáo khoa cũng được. Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng mà con thấy là cái thời gian cải tiến cải lùi của các vị còn tốn thời gian hơn. Thì giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Và theo con đó mới là điều các vị theo Bộ Giáo dục nên làm. Và nếu như mà hiện bây giờ các vị không làm thì khi nào con thành bộ trưởng bộ Giáo dục con sẽ làm.